trai 9 tuổi được cứu sống kịp thời bằng phương pháp chưa từng có trong y khoa. Buôn lậu thuốc lá diễn biến phức tạp tại vùng biên giới An Giang. Thực hư nhiều bệnh nhân nguy kịch sau khi ăn pate minh chay. Cướp tài sản nữ taxi tại Cần Thơ, hung thủ giả làm hành khách để ra tay. Thủ đoạn của đối tượng ra sao? Mời quý vị cùng tìm hiểu trong chuyện cảnh giác hôm nay. Vừa rồi là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong bản tin nóng 24 giờ hôm nay trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Kính thưa quý vị, ekip những người thực hiện chương trình vẫn luôn túc trực 24/24 tiếp nhận những ý kiến phản ánh của quý bà con về các vấn đề an ninh trật tự, dân sinh xã hội cũng như những câu chuyện nhân văn trong cuộc sống thông qua số điện thoại đường dây nóng cùng hệ thống Zalo là 0971225053. Còn bây giờ như thường lệ, mời quý vị cùng đến với những tin tức nóng hổi diễn tiến trong 24 giờ qua. Thưa quý vị và các bạn, sau những ý kiến trái chiều từ việc tên gọi trạm thu phí trước đây bị sửa đổi thành tên trạm thu giá kể từ khi thông tư 49/2016/TT-BGTVT có hiệu lực, thì Bộ Giao thông Vận tải đã quyết định trả lại đúng tên gọi trạm thu phí cho nơi thực hiện việc thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ của xe cộ. Theo đó, tài khoản 1 điều 3 của thông tư 15/2020/TT-BGTVT quy định rõ trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ, sau đây gọi tắt là trạm thu phí, là nơi thực hiện việc thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ đối với phương tiện tham gia giao thông đường bộ. Thông tư này sẽ có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 9 và như vậy, sắp tới đây, trạm thu giá sẽ trở về lại với chính tên gọi ban đầu của nó là trạm thu phí. Mặc dù thời điểm này thời tiết có phần mát mẻ, mưa xuất hiện rải rác tại các khu vực ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Tây, thế nhưng những ngày qua, hỏa hoạn lại liên tục xảy ra, gây thiệt hại nặng nề cho người dân. Trong khi chưa hết bàng hoàng trước vụ cháy bao trùm diện tích 3.000m² xảy ra tại khu công nghiệp Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, cách đây ít ngày thì trưa nay bà hỏa lại xuất hiện tại một bãi xe ngụ huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Sau đây là những hình ảnh được phóng viên chương trình ghi nhận ngay tại hiện trường. Ghi nhận vào khoảng 10 giờ 30 phút sáng nay, người dân phát hiện thấy khói lửa bất ngờ bùng lên tại chiếc xe bus nằm trong bãi xe ngay góc vòng xoay Nguyễn Văn Linh, quốc lộ 1, huyện Bình Chánh. Sau đó lửa lan nhanh sang nhiều xe khác, khiến cả khu vực chìm trong biển lửa. Nhận tin báo, cảnh sát phòng cháy chữa cháy huyện Bình Chánh có mặt tại hiện trường dập lửa. Đến 11 giờ 30 phút cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Tuy nhiên, lính cứu hỏa vẫn tiếp tục phun nước vào các xe ô tô để ngăn lửa bùng phát trở lại. Vụ cháy không gây thương vong về người nhưng đã khiến 12 xe ô tô như xe bus, xe tải, xe đầu kéo hầu hết bị thiêu rụi. Hiện nguyên nhân đang được làm rõ. Kính thưa quý vị, ngoài ý nghĩa tâm linh thì việc ăn chay vào ngày rằm tháng 7 ngày nay còn là dịp để mọi người cùng nhau thanh lọc cơ thể. Trà giới có tác dụng giúp cơ thể khỏe mạnh, thanh tịnh, đặc biệt làm tăng khả năng miễn dịch, hỗ trợ giảm cân và phần nào tăng tuổi thọ. Và với nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng, rất nhiều mặt hàng chay đã ra đời phục vụ nhu cầu của mọi người. Tuy nhiên, như chương trình đã thông tin vào cuối tuần qua, Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế đã có thông báo khẩn về việc hơn một tháng qua đã xuất hiện nhiều ca bệnh phải nhập viện cấp cứu sau khi ăn phải sản phẩm pate minh chay của công ty trách nhiệm hữu hạn Hai Thành Viên Lối Sống Mới ở Đông Anh, Hà Nội. Riêng tại thành phố Hồ Chí Minh hiện có 7 bệnh nhân. Bệnh viện Bệnh nhiệt đới và Bệnh viện Chợ Rẫy Thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận 7 bệnh nhân nhập viện được xác định do ngộ độc với triệu chứng mệt mỏi, sụp mi mắt, yếu cơ tứ chi, khó nuốt, liệt cơ, khó thở. Đến nay, sau gần 1.5 tháng tích cực điều trị, 7 bệnh nhân này vẫn còn trong tình trạng nguy kịch, sức khỏe yếu. Theo Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế, trong sản phẩm pate minh chay đã phát hiện vi khuẩn Clostridium botulinum là vi khuẩn kỵ khí tuyệt đối, sinh bào tử, có độc lực rất mạnh, ảnh hưởng nặng nề đến sức khỏe kéo dài và dễ bị tử vong. Đầu tiên là cơ thể nó sẽ yếu từ dưới lên, yếu từ chân, yếu tay. Sau đó nguy hiểm nhất là bắt đầu yếu cơ hô hấp, không tự thở được. Nếu mà không có đưa vào viện kịp thời, khi bệnh nhân yếu cơ hô hấp thì có thể sẽ ngưng thở, sẽ tử vong ở nhà. Hiện ngoài 7 ca tại thành phố Hồ Chí Minh, còn 2 trường hợp tại Hà Nội, cơ quan chức năng đã yêu cầu dừng sản xuất, thu hồi 13 sản phẩm gồm pate minh chay và nhiều món chay chế biến đóng hộp của công ty trách nhiệm hữu hạn Hai Thành Viên Lối Sống Mới. Và thưa quý vị, ngoài thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội thì hôm nay Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai cho biết cũng đang điều trị cho 2 bệnh nhân nghi bị ngộ độc do ăn sản phẩm pate minh chay. Cả 2 bệnh nhân này đều ăn chay trường, dùng được nửa hũ pate minh chay thì xuất hiện triệu chứng đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, rồi sau đó yếu cơ, sụp mí, khó thở. Hiện một bệnh nhân đã được điều trị tạm ổn, còn một bệnh nhân vẫn phải thở máy.
Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với tin tức về y tế tiếp theo. Một ca phẫu thuật chưa từng có trong sách vở y khoa vừa được các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM thực hiện trong tình huống cấp bách để cứu bé trai 9 tuổi trong lúc chạy xe đạp không may bị ngã lòi mắt. Trước đó, bé trai chạy xe đạp đi mua đồ cho gia đình thì bị té ngã, khiến phần tay lái xe đập vào mắt, gây rồi nhãn cầu mắt trái. Bệnh Nhi được chuyển từ Bệnh viện Cà Mau lên TP.HCM, sau đó nhập viện Nhi đồng 1. Do đây là trường hợp rồi nhãn cầu hy hữu, chưa ghi nhận trường hợp nào tương tự trước đây, nên việc xử lý gặp không ít khó khăn. Các bác sĩ và đồng nghiệp như vậy, ai cũng nghĩ là phải cắt bỏ con mắt đó thôi. Bởi vì không thể nào là nghĩ là hồi phục được, bởi vì thời gian nó quá lâu. Ở đây cái yếu tố thành công là mình phải đặt được 4 mũi chỉ để mình kéo mí lên. Chứ mình không thể nào mình nhét cái nhãn cầu đi được, không thể nào nhét được, mà phải dùng cái mũi chỉ để kéo cái mí lên và cho nó trượt lên trên cái plaque, nhét vô nó, trượt lên đó xong rồi nướng. Nhãn cầu từ từ nó trở lại vị trí cũ. Và sau khi làm xét thể lực bây giờ hiện giờ là 6/10. Thì hy vọng là nó sẽ phục hồi hoàn toàn. Một cái thời điểm có thể là khoảng 2 tuần nữa. Sau gần 1 tuần phẫu thuật, hiện sức khỏe và thị lực của bệnh nhi đã dần hồi phục và có thể xuất viện trong thời gian tới. Kính thưa quý vị, sáng nay nhiều người dân bất ngờ nghe tiếng động lớn dưới sảnh khu chung cư trong một ngõ tại phố Hoàng Ngân, phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Chạy ra thì tá hỏa phát hiện một bé gái nằm bất động, tử vong thương tâm. Thực hư ra sao? Mời quý vị cùng theo dõi. Tại hiện trường, thi thể bé gái 6 tuổi được xác định rơi từ tầng 12 của chung cư. Thời điểm xảy ra vụ việc đau lòng, bố mẹ bé gái không có ở nhà. Bước đầu xác định cháu bé bị rơi ngã ra ngoài vì cửa sổ không có thanh chắn song sắt. Hiện cơ quan chức năng đang khẩn trương làm rõ nguyên nhân vụ việc. Vụ việc tiếp tục là lời cảnh tỉnh đến các bậc phụ huynh trong việc trông giữ con trẻ. Mọi rủi ro đều có thể xảy ra, đừng chủ quan để rồi nhận lấy hậu quả nặng nề. Thưa quý vị, tại khu vực biên giới của tỉnh An Giang, tình hình buôn lậu vẫn luôn là một trong những vấn nạn nóng gây bất an trong dư luận. Lực lượng chức năng liên tục ra quân tuần tra kiểm soát, nhưng các đối tượng buôn lậu vẫn bất chấp vi phạm, thậm chí còn hành hung lực lượng chức năng. Nhiều vụ việc vừa được nhóm phóng viên chương trình thường trú tại tỉnh An Giang ghi nhận được sau đây, một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo sâu sắc. Những tin báo từ người dân trong lúc tuần tra kiểm soát tại đoạn đường Kinh 7 thuộc khu vực ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh An Giang phát hiện một số đối tượng điều khiển 4 xe mô tô có dấu hiệu vận chuyển hàng cấm nên tiến hành truy bắt. Trong đêm tối, các đối tượng cho xe lao thẳng xuống kinh nhằm phi tang vật chứng rồi nhanh chân bỏ trốn. Lực lượng chức năng tiến hành trục vớt 4 xe mô tô, đồng thời phát hiện trên 4 xe mô tô đang vận chuyển 4.000 bao thuốc lá ngoại các nhãn hiệu Jet, Scott, Hero. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Kính thưa quý vị, thời điểm này như mọi năm, tại khu chợ Thiết hay nhiều người còn gọi là chợ Cõi Âm, ngụ tại quận 11 TP.HCM thường sẽ rất nhộn nhịp vì dòng người tìm mua vàng mã về cúng rằm tháng 7. Thế nhưng do tác động của dịch Covid-19, hiện nơi đây đang trở nên vô cùng ám đạm, sức mua giảm hẳn. Nhóm phóng viên chương trình đã có ghi nhận ngắn ngay sau đây. Năm nay bệnh dịch gì đó, ai cũng không có việc làm, mà người ta cũng bớt nhiều lắm rồi. Dạ. Chứ bớt thường. Rất là nhiều luôn. Bây giờ ta mua tiết kiệm lắm, mua những giờ tết thôi, 5-3 ngàn vậy thôi, hay lắm rồi. Chứ mà bữa hôm còn vắng vẻ ngủ hết mấy giấc. Tháng 7 không chỉ là tháng cô hồn mà còn là lễ Vu Lan báo hiếu, nên dịp này nhiều người thường mua vàng mã đốt cho những người thân đã khuất. Đây là một tín ngưỡng của dân gian từ ngàn xưa. Các cửa hàng tại đây bày biện đủ sản phẩm từ nhà lầu đến ô tô cùng bộ trang sức vàng, vàng thỏi, iPad, giày dép, quần áo, giỏ sách, v.v. được treo chen chúc nhau. Tất cả đều làm bằng giấy. Giá cả tùy thuộc vào kích thước, mẫu mã mà dao động từ vài chục cho tới vài trăm ngàn đồng một sản phẩm. Do tác động của dịch, tình cảnh ế ẩm đã diễn ra. Những người bán hàng mã ở đây đang than vắng thở dài vì lượng khách tìm đến đây mua vàng mã về cúng dịp rằm tháng 7 năm nay đã không được nhiều như những năm trước. Đã có rất nhiều những người giúp việc vốn có bản tính không trung thực, họ đủ kiếm sống từ công việc của mình, nhưng khi nhìn thấy tiền hoặc những đồ vật có giá trị khác vẫn không thể kiềm chế lòng tham. Đặc biệt là những người giúp việc nhà mà gia chủ tuyển chọn thông qua các trung tâm giới thiệu việc làm, không biết rõ về bản tính cũng như là nhân thân của họ. Ngay sau đây là vụ việc người giúp việc trộm số tiền lớn của gia chủ vừa xảy ra tại TP.HCM. Tại quán cơm tấm ngay ngã tư Đình, ấp 5, Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, TP.HCM, người chủ quán khóa một bên tủ rồi vào trong đi vệ sinh. Ngay lập tức,
Người giúp việc là một nam thanh niên, nhanh chóng đến hộp tủ còn lại, kéo tủ, lục bóp tiền rồi nhét túi quần sau, nhanh chóng đi mất. Khi khách vào quán để gọi cơm nhưng không ai tiếp, chủ quán sau đó mới phát hiện đã mất 20 triệu đồng là tiền mua thịt heo chưa kịp trả. Được biết, người thanh niên này được trung tâm giới thiệu việc làm giới thiệu hợp đồng từ ngày 20 tháng 8, nhưng chưa đầy 10 ngày đã xảy ra vụ trộm. Giấy tờ tùy thân của người này được công an xác minh là giấy tờ giả. Bên cạnh các tệ nạn xã hội và các vụ án nghiêm trọng như giết người, cố ý gây thương tích, thì việc trộm cắp gia súc, nông sản đang gặm nhấm sự bình yên vốn có của các làng quê. Đúng là như vậy đó Như Nguyễn à. Và không những thế, khi mà trộm không thành công hay là bị gia chủ phát hiện thì bọn đạo trích còn quay sang hành hung trả thù gia chủ rất là dã man. Điển hình là vụ việc bức xúc vừa xảy ra tại tỉnh Long An ngay sau đây. Như quý vị đang thấy trên màn hình, đêm hôm khuya khoắt, các tên đạo trích đã đột nhập vào nhà dân để hành nghề. Chúng không đi một hai tên mà kéo theo cả băng nhóm 4-5 tên. Có tên cầm theo gạch đá để sẵn sàng ra tay khi bị phát hiện. Còn tên khác mang cả đèn pin theo xông vào nhà dân bắt trộm gà. Nghe tiếng chó sủa, chủ nhà chạy ra hô hoán thì nhóm trộm không sợ mà điên cuồng dùng gạch đá ném khiến chủ nhà bị thương rồi tẩu thoát. Vụ việc táo tợn trên xảy ra tại ấp Bà Phổ, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An. Quả thật rất đáng sợ với hành động táo tợn của băng đạo trích vừa rồi. Thiết nghĩ nếu phát hiện trộm vào nhà, nhất là khi chúng đi cả băng nhóm, chúng ta không nên phản kháng quý vị ạ. Bởi không may chúng đánh trả thì tính mạng của chúng ta sẽ vô cùng nguy hiểm. Tốt nhất là hãy đánh tiếng báo động bằng chuông hoặc gọi báo nhờ sự trợ giúp. Tiếp theo cũng là một vụ trộm xảy ra tại Long An. Lần này hai tên đạo trích rủ nhau đi trộm sơn tại một cửa hàng bán vật liệu xây dựng thưa quý vị. Mẹ anh thấy rằng riết rồi cái gì sơ hở thì bọn đạo trích cũng có thể cưỡng được. Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng theo dõi ngay sau đây nhé. Hai đối tượng chạy xe quay màu đỏ đi ngang cửa hàng vật liệu xây dựng ở Cần Chuột, Long An. Thấy không có người, một đối tượng bước vào xách trộm hai thùng sơn rồi chạy ra xe đồng bọn nổ máy sẵn và tẩu thoát. Và chủ cửa hàng vẫn không hề hay biết gì. Giữa ban ngày ban mặt nhưng chúng vẫn liều lĩnh ra tay trộm đồ. Vì thế quý vị và bà con cần hết sức cảnh giác, trông coi cửa hàng thật cẩn thận, tránh mất đồ oan uổng. Lúc nãy băng trộm gà thì chắc để về ăn, trộm sơn thì để về sân nhà, nhưng trộm tượng Phật trong clip sau đây thì theo Mai Anh chúng sẽ mang về để làm gì? Chắc là mang đi bán chứ đã biến mình thành kẻ trộm cướp đến thánh thần mà chúng còn trộm thì chắc là không phải mang về thờ cúng đâu chị Như Nguyễn à. Thì chỉ biết lắc đầu ngao ngán với bọn đạo trích táo tợn thì bây giờ xin mời quý vị và Mai Anh sẽ cùng xem clip sau đây để rút ra bài học cảnh giác nha. Vụ việc xảy ra ở quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Hai đối tượng đi xe Sirius tới trước hẻm nhà dân. Đồng bọn nhanh chóng vào bưng tượng Phật rồi lên xe tẩu thoát cùng đồng bọn. Không hiểu nổi, tượng Phật này có thể bán giá được bao nhiêu, nhưng đây là vật thờ cúng mà vẫn bị trộm. Có lẽ nào nhà chúng muốn thờ Phật mà không có tiền để mua? Nếu đã biết có thờ, có thiên, có kiêng, có lành, chắc chúng đã chẳng thể làm nghề ăn trộm quý vị nhỉ? Hàng năm vào tháng 7, tháng 8 âm lịch là thời điểm nhiều người dân miền Tây Nam Bộ thu hái bông điên điển nở vàng rực khắp các triền đê, ven sông, đem bán để tăng thêm thu nhập gia đình. Mai vàng mùa nước nổi, người miền Tây chúng ta thường ví von loài hoa mộc mạc với cái tên rất bình dị nhưng tràn ngập trong ký ức của biết bao người. Bông điên điển, và để có được những bông điên điển tươi ngon gửi đi các vùng miền, người nông dân ở vùng sông nước không quản ngại ngày đêm thu hoạch. Những hình ảnh mà phóng viên chương trình đã ghi nhận ngay sau đây sẽ cho quý vị thấy rõ hơn về việc thu hoạch bông điên điển mùa nước nổi. Từ 2 giờ sáng đến khoảng 8 giờ là thời gian nông dân này đi hái bông điên điển. Tùy theo ngày mà số lượng bông từ 5 đến 10 kg giúp ông kiếm thêm thu nhập từ vài chục ngàn đồng đến vài trăm ngàn đồng một ngày. Có bữa thì 5 kg, 4 kg mấy, có bữa thì 6 kg. Bẻ thì nói nào ngay cũng sống hàng ngày, cơm, gạo với lại tiền mấy nhỏ đi học rồi hàng ngày. Hái bông điên điển không mấy vất vả nhưng mất rất nhiều thời gian. Trung bình 1 giờ đồng hồ, một người hái chưa được 1 kg bông. Nhưng vì dung vị khó quên của món ăn từ bông điên điển mà người miền Tây luôn dành thời gian đi hái để bữa cơm gia đình thêm ngon bổ dưỡng. Ta chế biến là xào ớt nè, nấu chua nè, rồi đem bánh xèo nè, nhúng lẩu mắm nè, nó đủ hết trơn, nó dễ ăn lắm. Cái cải rau thì nó mắc phải không? Ký cải này ký 15-16 ngàn, còn điên điển này ký 30 ngàn mà chú mua chừng 5 ngàn, 3 ngàn là chú đủ ăn rồi.
Nhờ sản vật mùa nước nổi ban tặng mà các chợ quê thời điểm này đều trở nên sung túc phong phú đủ loại đặc sản. Người dân vùng đầu nguồn ngoài bơi xuồng hái bông điên điển còn hái bông súng, rau muống đồng. Hình ảnh đặc trưng của người dân miền Tây khi con nước tràn bờ giúp hàng trăm hộ dân sống ổn định trong lúc nông nhàn. Tạm chia tay với mai vàng mùa nước nổi, như Nguyễn và Mai Anh xin mời quý bà con đến với một tuyến đường lộ ở xã Long Thuận, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, nơi đang có một dàn hoa tỏi vô cùng độc đáo. Vâng, thưa quý vị, dàn hoa tỏi này không những có chiều dài lên đến cả chục mét mà còn có thể đổi màu nữa. Tranh thủ những ngày cuối tuần, rất nhiều bạn trẻ đã đến đây để chụp hình để có thể được ngắm những tấm ảnh xinh đẹp. Và quý vị nếu có thời gian đi về Đồng Tháp thì nhớ tranh thủ ghé ngang qua đây nhé. Vì thời gian này, dàn hoa này trổ bông rực rỡ chỉ kéo dài 2 tuần thôi ạ. Đó là dàn hoa tỏi trước cửa nhà của hộ ông Đỗ Văn Đúc ở ấp Long Thới A, xã Long Thuận, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, được gia đình trồng hơn 4 năm. Hiện chiều dài dàn hoa đã lên đến cả chục mét, leo kín cả cổng nhà và kéo dài từ cổng vào sâu bên trong nhà. Theo ông Đúc cho biết, lúc trước hoa tỏi chỉ leo ngoài cổng nhà, thấy hoa đẹp nên ông làm dàn để hoa leo từ cổng vào sâu trong nhà, vừa tạo bóng mát vừa tô thêm nét đẹp cho sân nhà. Mỗi năm, dàn hoa tỏi cho hoa 2 lần. Trồng đẹp nhất là đợt hoa trong tháng 12. Thời gian trổ hoa kéo dài 2 tuần là tàn. Ban đầu, hoa tỏi có màu tím, sau đó dần chuyển sang trắng. Hoa mọc từ chùm, sắc tím xen lẫn màu trắng, tạo nên nét đẹp lạ mắt, hút hồn người đi đường. Chính vì vậy, nhiều người đi đường đã dừng chân chụp ảnh, lưu lại những khoảnh khắc đẹp bên dàn hoa tỏi này. Dư luận tại tỉnh miền Tây hiện đang bàn tán xôn xao trước vụ việc nữ tài xế xe taxi hãng Mai Linh hoạt động ở vùng ngoại ô thành phố Cần Thơ bị khống chế cướp tài sản hết sức táo tợn. Sự việc khiến nhiều cánh tài xế không khỏi bất an bởi kẻ thực hiện hành vi trên lại chính là hành khách đi trên xe. Thủ đoạn của đối tượng ra sao? Mời quý vị theo dõi diễn biến chi tiết vụ việc ngay sau đây. Lực lượng công an đã bắt giữ đối tượng gây án là Trịnh Minh Lực, 33 tuổi, ngụ khu vực 3, phường Bình Thủy, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Đối tượng nghiện ma túy do muốn có tiền ăn chơi. Khoảng 2 giờ 30 phút ngày 20 tháng 8, Lực gọi xe taxi Mai Linh kêu nữ tài xế đón ở đường Nguyễn Trãi, phường Tân An về chợ Bình Thủy, quận Bình Thủy. Đến nơi, Lực không xuống mà tiếp tục cho xe chạy lòng vòng, sau đó khống chế nữ tài xế để cướp điện thoại. Nhưng vụ việc bất thành do nạn nhân tri hô được người dân gần đó nghe thấy. Khi đó là khoảng 3 giờ thức dậy sửa sẵn nấu rượu, nghe la tiếng la thấy lạ, tiếng la lạ quá nên mới đi ra xem. Thì ra xem thấy chiếc taxi, mới lấy đàn pin gọi là thấy chiếc taxi. Khi đó qua bên đây thì hết la rồi, rồi mới kéo cái mặt thấy tình nghi không biết cái gì nữa, kéo đại ra thôi. Còn cái đó phản ứng tự nhiên kéo đại ra thì cô đó cô nói là ăn cướp, kêu vợ báo công an với chạy ra đầu dàm kêu Dũng báo công an thì chở vô hai anh em với Dũng chở vô thì nó đã trốn mất tiêu rồi. Vào cuộc điều tra, đối tượng gây án bị bắt giữ chỉ sau vài tiếng gây án. Kêu quẹo vô cái hẻm nhỏ ngay chân cầu Kinh á, nói là hết tiền rồi, rồi nãy sẽ mới nói là đường này hôm nay là vô không được nữa rồi anh ơi. Mới nói là kêu cứng tiền đi, nói là 290 mấy ngàn đó. Rồi lên nữ sĩ mới mở cửa, cứ mở cửa bước ra, ở đây mới cặp cái trái kẹp chiếc cổ nữ sĩ. Là lúc đó là vừa ký cổ xong là cứ chụp điện thoại mà nữ xe mạnh quá mới lôi kéo văng qua phía bên xe bên kia, phía bên cửa kia luôn. Biết dịch thôi, biết dịch điện thoại của người đó thôi chứ không biết dịch là đi bán thôi chứ không biết không có suy nghĩ gì. Những cái đối tượng này thứ nhất là lợi dụng cái sơ hở mất cảnh giác của chủ sở hữu để tiến hành thực hiện cái hành vi cướp tài sản. Thì tôi cũng có một cái cảnh báo đối với người dân, đặc biệt là tài xế taxi hoặc là xe ôm. Thì khi phát hiện những cái hành vi bất thường của đối tượng thì mình cảnh giác và mình phải chạy ngay tới gặp những cái nơi đông người để mình chi hô để cho họ giúp đỡ mình. Vụ việc trên tiếp tục là hồi chuông cảnh báo đến các tài xế xe ôm, xe taxi cần đề cao cảnh giác, chú ý quan sát, chủ động phát hiện, đối phó với những hành vi bất thường của các đối tượng giả danh khách đi xe, thay đổi địa điểm liên tục đến chỗ vắng, kịp thời báo cho lực lượng chức năng nhằm tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra. Thưa quý vị, hiện trên thị trường tràn ngập các sản phẩm nano như nghệ, đậu nành, vàng, bạc dùng để trị bệnh và làm đẹp. Đặc biệt là nano nghệ và nano curcumin là hai sản phẩm xuất hiện tràn ngập trên mạng xã hội kèm theo những bài viết ca ngợi về công dụng thần kỳ của sản phẩm này.
Nhiều người dân vẫn bỏ tiền từ vài trăm nghìn đến vài chục triệu để chữa các bệnh thông thường, thậm chí là ung thư. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, việc sử dụng các loại nano này không hoàn toàn có lợi như nhiều người vẫn nghĩ. Mặc dù nhiều sản phẩm từ nano được các bác sĩ xác định là thực phẩm chức năng, chỉ có tác dụng hỗ trợ sức khỏe theo từng chức năng riêng chứ không thể điều trị bệnh. Thế nhưng trên các website, các trang mạng xã hội, hầu hết sản phẩm được quảng cáo với hàng trăm công dụng thần kỳ khác nhau. Khi có thể làm giảm các triệu chứng đau dạ dày, giảm thiểu nguy cơ mắc khối u và có thể trị bệnh ung thư. Thì nó có lợi là giúp cho trẻ hóa làn da, ngăn ngừa cái lão hóa. Bởi vì trên thị trường hiện nay thì nó tràn lan nhiều sản phẩm, nên là cũng không biết được hàng nào là hàng thật và hàng nào là hàng giả. Mấy cái loại nano đó thì gia đình em ít sử dụng á. Những lời quảng cáo đó thì mình phải kiểm chứng mình mới biết được. Bản thân em thì em cũng chưa có xài nhiều, cho nên là cũng không có chắc rõ là nó có tác dụng hay không. Nếu chúng ta cho rằng là chúng ta uống nghệ để chúng ta trị bệnh ung thư là hoàn toàn không có cơ sở khoa học. Vì cái nghệ nó chỉ ngăn ngừa cái khả năng mà phát triển khối u thôi, chứ nó không có chữa được cái tế bào ung thư. Để tìm hiểu thực hư công nghệ về nano, phóng viên có mặt tại nhà thuốc trên địa bàn quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Cái này nó chuyên đặc biệt đến bao tử. Trị bao tử hả chị? Đau bao tử bị xước lẽ hả? Đầy xước, viêm lết, dạ viêm lết, uống thôi. Nhưng mà trị hết không? Hết trị cái này, nhưng mà mình phải uống lâu dài. Có đôi người người ta bị nhẹ thì uống 2 đến 3 hộp. Bị nặng người, đôi người bị lết dạ dày, bị trào ngược dạ dày á, mà người ta uống không hết nữa. Mà mấy cái này phải nano hả? Nano là công nghệ hết á. Tại vì cái này nó mới chuyên điều trị với bao tử được. Còn cái này cho da hả chị? Cái nào cho da? Cái này cho da hả? Cái này chuyên trắng da, nám trắng da. Này nó làm sáng tông luôn hả? Mặt tông. Nếp nhăn có hết không chị? Nếp nhăn thì phải từ từ. Hiệu quả, giá trị sử dụng của nano curcumin hay nano vàng tới đâu vẫn còn đang quá trình nghiên cứu. Như vậy, người dân không được sử dụng các phương pháp điều trị bổ trợ để thay thế các phương pháp điều trị chính thống. Mặc dù ở mỗi sản phẩm nano đều có mỗi chức năng khác nhau nhằm hỗ trợ cho sức khỏe con người. Do kích cỡ bé nên các hạt nano dễ dàng được cơ thể người hấp thụ và có thể đi qua các màng sinh học, tế bào, mô cùng các bộ phận. Thế nhưng nếu sử dụng không đúng mục đích và sử dụng quá liều, người dùng sẽ gặp những tác dụng phụ không mong muốn, thậm chí là ảnh hưởng đến sức khỏe và đặc biệt là đối với nano curcumin. Curcumin mặc dù nó là cái chất chống oxy hóa, nhưng mà chúng ta sử dụng quá nhiều thì nó sẽ tích lại trong người mình và cái khả năng của nó cũng có thể là gây những cái triệu chứng mà giống như là chúng ta bị dư thừa các cái vitamin mà tan trong dầu, tức là mình trở nên là miếng ăn rồi đau bụng vân vân. Tương tự như nano nghệ, theo các chuyên gia, thực phẩm chức năng nano mầm đậu nành chỉ có công dụng chính là hỗ trợ tăng cường nội tiết tố estrogen cho nữ giới. Song các sản phẩm được rao bán trên các trang mạng xã hội lại quảng cáo lố tính năng, gây hiểu lầm cho người tiêu dùng. Ngoài ra, theo Cục Quản lý Dược Bộ Y tế, hiện nay trên trang Facebook giới thiệu và quảng cáo sản phẩm nano vàng như một loại thuốc chữa ung thư. Trên thực tế, sản phẩm này chưa được Bộ Y tế cấp phép là thuốc chữa bệnh, chưa được công nhận để quảng cáo thuốc. Sử dụng nano vàng hiện nay vẫn còn được trong giai đoạn nghiên cứu, trong phòng xét nghiệm cũng giống như trên thú vật. Nếu người dân sử dụng nano vàng thì phải hiểu rằng nó chỉ ở mức độ ở các nghiên cứu cơ bản, chưa được chính thức sử dụng như là một phương pháp điều trị ung thư. Các chuyên gia cho biết hiện nay sự xuất hiện của các sản phẩm nano rất khó xác định, không biết đâu là sản phẩm nano thật và mượn danh. Đặc biệt, hiện có nhiều website quảng cáo các loại nano nghệ mầm đậu là website ma. Chất lượng sản phẩm được bán lại không đảm bảo. Vì vậy, trước khi sử dụng một sản phẩm nano nào, người dân cần lắng nghe tư vấn của bác sĩ, tìm mua và sử dụng sản phẩm đảm bảo nguồn gốc xuất xứ. Đến đây thì thời lượng dành cho nóng 24 giờ cũng đã hết. Xin cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị cũng vào khung giờ này ngày mai trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Long An để tiếp tục cập nhật những thông tin nóng nhất, mới nhất quý vị nhé.